Chỉ có 5% số người có suy luận cực kỳ hách não mới trả lời hết được 10 câu đố này. Hello anh em, bạn đánh giá khả năng suy luận của mình ở mức độ nào nhỉ? Cùng chị kính chiến ngay 10 câu hỏi đuổi hình bắt chữ siêu hách não để xem bạn thuộc top Mori Gamer hay Conan lừng danh nha. Bắt đầu ngay thôi. Câu 1, chị kính có một bức hình vô cùng thú vị. Đố bạn, đây là trò chơi gì? U là trời, câu hỏi dễ thế này mà chị kính cũng bế lên đây để đố fan ư? Chỉ cần liếc mắt sương sương cũng có thể biết là trò nhảy dây rồi. Tiếp theo là một trò chơi mà chỉ có anh em nào ở quê mới biết, chứ mấy bạn thành phố thì làm sao mà biết được. Đố bạn, đây là trò gì? Chị kính mà nói thì chỉ có chuẩn con nhà bà Trịnh anh em nhỉ. Ở thành phố thì làm sao biết được trò ô ăn qua này? Cày ở nhà, cứ bình tĩnh, uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi qua câu số 3 này, đảm bảo là ở quê hay phố thì cũng chơi được thôi. Đố bạn, đây là trò gì? Sâu luôn cái đáp án là bịt mắt bắt dê. Úi trời, có phải bạn đang gật gù đắc thắng vì đã trả lời đúng được câu này không? Mừng sớm thế các thánh giải đố ơi. Đây mới chỉ là khởi động thôi. Triệu hồi ngay 500 anh em cao thủ, ông hoàng bà hoàng trùm trường trong làng giải đố đến đây. Phá đảo câu 4 này thì mới là đỉnh của chóp. Câu 4, đố bạn, đây là trò gì? Hi hi là ý ha ha, úm ba la ra ngày đáp án là bắn bi. Điểm danh những anh em có cả một gia tài bi siêu to khổng lồ bằng cách nhấn like video nào. Còn anh em nào không có bi hay không trả lời được câu trước thì cũng đừng quạo nha, vui vẻ lên. Vì câu tiếp theo này đến cả học sinh lớp 2 còn giải được cơ mà. Câu 5, đố bạn, đây là trò chơi gì? Rồng rắn lên mây, có cầy lúc lắc. Xin mời anh em để lại tên của trò chơi xuống dưới phần bình luận nha. Mà bạn có biết có một trò chơi mà 95% người dân trên đất nước Việt Nam không biết đến. Còn bạn, bạn có biết đây là trò gì không? Haha, đáp án là pháo đất. Là pháo làm bằng đất đó anh em. Chắc là chưa ai được chơi trò này đâu nhỉ, tiếc thế. Thôi không sao, không được chơi thì lại xin mời các bác qua giải giúp em cái câu tiếp theo đây. Câu 7, câu này người lớn chưa chắc đã trả lời được. Đố bạn, đây là trò gì? Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì vào đường đua. Câu 8, nhanh tay nhanh mắt, lắc luôn cái não để phá đảo game nào anh em. Đố bạn, đây là trò gì? Lộn cầu vồng nước sông nước chảy, có cô 17 có chị 12, hai chị em ta cùng nhau xông pha câu 9 nào. Nói nhỏ là câu này tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng đấy. Câu 9, đố bạn, đây là trò gì? Cùng là cướp nhưng không phải cướp biển, cướp ngân hàng hay cướp vàng đâu. Đáp án là cướp cờ cơ. Bạn đã từng được chơi trò này chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ. Thế nhưng ở chung cuối game này thì có đến 99,9% các bạn đã từng được chơi đấy. Bạn có biết đó là trò nào không? Xin ngay những cánh tay đã từng được chơi trò kéo co bằng cách nhấn like video nha. Like xong thì cùng xem lại trong video ngày hôm nay. Chị Kính đã đưa ra 10 câu hỏi cũng không phải dạng vừa đâu. Thì bạn và các chiến hữu bồ tèo đã trả lời đúng được bao nhiêu câu? Cùng để lại bình luận cho các lớp khác phải trầm trồ với thành tích của bạn nha. Và tất nhiên là đừng quên share video đến các thánh đố, những người anh em chí cốt, những đứa chuyên vỗ ngực xưng vương của trường. Đăng ký kênh, bật luôn cái chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!